Từ thành phố Hồ Chí Minh trải qua 6 giờ bay, các thành viên đã có thể đến với vùng đất Kansai phía Tây Nhật Bản, nơi kết tinh tinh hoa, hòa hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống. Khu vực này bao gồm các tỉnh Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama và Shiga. Đây cũng chính là điểm đến của chương trình du lịch kỳ thú lần này. Thành cổ Osaka so. Đẹp quá. Wow. Bự quá, lớn quá. Thành Osaka là tòa lâu đài lịch sử ở thành phố Osaka. Tòa thành do tướng quân Toyotomi Hideyoshi xây dựng vào thời kỳ chiến quốc ở Nhật Bản. Cho đến nay, tòa thành vẫn còn đứng sừng sững như một biểu tượng của Osaka và là điểm đến du lịch hàng đầu tại đây. Chị Cát Tường ơi, ở nhà có thể tìm hiểu thêm thông tin về thành của Osaka và nói cho các bạn khán giả biết ha. Còn may đâu? Thì mày cũng sẽ tìm hiểu thôi, nhưng mà không phải lúc này. Rồi. Nhưng mà, ấy, cái gì vậy? Bức tượng này ngại quá. Đây là một vị thần của thần thoại Hy Lạp. Đây, 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 đây là vị trí của nơi bức tượng. O-M-M. Excuse me, you are Japanese? Yes, yes. Yeah, yeah, can I ask you just one question? One question, please. Okay, okay. Dozo, dozo, O-M-M. I'm sorry, I don't know. OMM, yes, I know. Yeah, really? Maybe. This way. Maybe this way. This way? This way. Now you are here. This way. Yes. This way. Đường mà ông còn hoang mang. So how? And then, maybe, I think this. This. That building, OMM? Yes, maybe. Sayonara. Sayonara, thank you. Arigato gozaimasu. Mình đi khỏi cái công viên này đi rồi mình đi tìm OMM nha. Nhưng mà thật ra là cậu ấy cũng chưa chỉ cho mình đầy đủ là ở đâu nữa. Ở đâu, trời ơi. Nó ở đâu vậy ta? Đi cơ mới tập được 2 câu để hỏi đường. Excuse me. Excuse me. Doko desu ka? Doko wa doko desu ka? Achi. Lúc này là mấy cô gái là vô. Không, lúc này là... Doko! Quế? Doko! Come on! Chưa. How with you? How with you, right? Để đi nha. Cứ đi đi. Lúc này là mấy cô chuẩn bị ngã sang anh chàng kia. Thì à, tí nữa mày nắm tay bên này. Thank you. Anh thấy chưa? Tiến bộ vượt bậc kia. Ghê. Tập đầu là đâu có dám đụng gì đi. Hôm nay cũng đi hướng khác này, mày không cần đi thăm Miko nữa đâu. Thôi đi nè. Anh mày có tiến bộ. See you. Cái này Miko bỏ rơi mày trước. Bạn xấu. Miko bỏ rơi mày trước. Miko thấy là mày thích cô kia quá. Đúng rồi. Nên mới tạo cơ hội. Thiệt. Có em. Xin hỏi ý kiến cho mày đồng ý khoát tay nữa. Yay. Hình này không có nhìn được. Đúng rồi. Nhiệm vụ. Nếu mà đây là một nhiệm vụ thì mình thích nhiệm vụ này. Cô gái trong bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Nhiệm vụ của mình hôm nay là gặp cô Hạnh. Vậy thì biết cô nghĩ chắc hình ảnh này là Hạnh rồi đó. Hạnh à. Hay là thế nào? Mình thử lên lầu cao nhất coi sao nha. Đi tìm người Việt Nam. Đi tìm gì Hạnh? Kutayan. Nghĩa là gì? Không biết hả? Bình thường tôi hỏi bạn, hôm nay bạn hỏi tôi nữa. Nếu như mà không biết gì hết thì đạp từ đầu đừng có đi. Để cái suất này cho ai? Thôi à, thương. Không. Kutayan là một quán ăn. Vậy thì cô ấy là một đầu bếp. Ăn hả? Nhà hàng món Nhật Rakutayan nằm ở tầng 21 và 22 của tòa nhà OMM, là nơi các thực khách có thể vừa ngắm toàn cảnh Osaka, vừa thưởng thức những món ăn ngon, cầu kỳ với thực đơn đa dạng. Ohayou gozaimasu. Udasumasen. Ohayou imasu. Kada Han-san, ne? Han-san. 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 従業員 desu ne. Chotto ja omachi kudasai ne. Arigatou gozaimasu. Xấu hổ quá. Gì vậy? Cô Hạnh sắp ra được. Không biết nói. Wow. Đúng rồi. Em bắt tay chị. Chị Hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm đầu bếp chính thức tại nhà hàng Nhật Rakutayan, là đầu bếp Việt Nam duy nhất tại đây.
nhưng chị Hạnh luôn được đồng nghiệp và các thực khách Nhật Bản lẫn Việt Nam yêu mến, tín nhiệm bởi sự cần mẫn và tay nghề giỏi của mình. Để tiếp đón hai vị khách đến từ Việt Nam này, chị Hạnh đích thân chuẩn bị những món ăn Nhật sử dụng nguyên liệu bốn mùa. Chà, có vẻ là rất ngon đây. Bây giờ mình mới vô lại ăn nữa rồi. Bây giờ chị sẽ ăn nào đây? Ở Nhật đó là món đầu tiên là món đen xay trước. Đen xay. Mình phải tách ra. Tách ra. Cái đó ngon lắm. Phải tách ra. Cái đó ngon cực kỳ luôn. Nó béo thì là béo. Sắn kế bên. Rồi mình ăn thử. Cái mình ăn thử một miếng. Ăn là kỳ công luôn á. Đổ hết rồi. Trời. Wow. Ngon quá. Oishi. Kỳ công, đúng là cái này là hoàn toàn lạ. Miko ở Việt Nam là chưa có ăn bao giờ. Cái mặt ăn thì ghét. Ủa, ăn thôi mà, gì đâu ghét gì vậy? Nha. Ngon quá. Món ăn tiếp theo, đó chính là cơm hạt dẻ. Món này bùi bùi. Hàn Nguyên. Người ta dọn người ta cơm ở Nhật là nó dẻo. Bùi lắm, bùi lắm. Bình thường cũng có trộn. Có mùa thu mà. Bùi quá. Trời ngon quá. Ngon chảy nước mắt. Sự ngon chảy nước mắt là sao vậy? Cô? Sao lại chảy nước mắt vậy? Xúc động quá. À, có mùi tạt đúng không? Để lấy xào. Có không một chút ngọt. À, bùi bùi của hạt dẻ. Tại mình đang cố gắng phân tích. Nó quá phức tạp trong một cái chỉ là cơm. Đó là cái gì vậy? Quá phức tạp. Tôi mất hứng rồi. Tôi bỏ tôi về. Thiệt không? Không. Rút mình rút lại lời nói đó, mình rút lại cho thêm miếng nữa để thử, thêm miếng nữa để thử. Ăn tê rồi các bạn. Ngoan, bé ăn đi, cống lớn. Nói đi. Em có nhiều câu hỏi thắc mắc đó. Là chị đã qua đất nước Nhật Bản đi được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị qua 17 năm rồi. 17? 7 năm. Tại sao chị lại quyết định chọn đất nước Nhật Bản để cho mình sinh sống lập nghiệp? Ngày xưa chị coi phim Oshin á. Lúc đó chị khoảng 8-9 tuổi thôi. Từ đó mình chưa thấy tuyết. Rồi bởi vì mình muốn qua nước Nhật không biết tuyết như thế nào. Tự nhiên cái đâu mà gặp được ông xã. Cái mi đi lạc đường xuống quận 2. Xong rồi mới gặp cái chị ở sớm. Xong rồi cái mời qua nhà rồi ăn cơm rồi nấu này nấu kia. Xong rồi trở về bên Nhật xong rồi mới là liên lạc qua thư từ. Trong thời gian đó qua lại 3 năm. Rồi trong thời gian đó rồi mới về bệnh coi mắt. Coi mắt xong rồi mới là mở lời là nói cưới. Tự làm đám cưới bên Việt Nam. Khi qua bên Nhật xong rồi mới là sanh em bé. Công ty nhà chị là công ty giấy in. Rồi xong chị làm trong đó là 6 năm. Xong rồi chị mới để dành nghề nấu ăn. Tại khi chồng chị đi nấu người Nhật đều khen. Chị thấy cảm giác chị rất là hạnh phúc khi mình nấu ăn. Mà người khen món ăn mình ngon, cảm giác của chị nấu thôi, chị không ăn cũng được nữa. Chị nấu như đó chị đủ hạnh phúc rồi. Đây chính là vị đầu bếp trưởng, người đã tạo ra một ngoại lệ khi nhận một phụ nữ Việt Nam trở thành đầu bếp món Nhật tại nhà hàng của mình. Thế cái ấn tượng đầu tiên của chị Hạnh là gì để mà quyết định nhận một đầu bếp nước ngoài vào làm ở trong quán của mình? Đây là trường hợp đặc biệt đầu tiên. なぜまず最初に別の人間がなぜ日本料理を覚えたいのかというのをですごく疑問に思ったんですけども、彼女がもう一生懸命勉強したい、日本料理を覚えたいということをすごくこう訴えてきたので、それで採用してみようかなと。